Nguyễn Phương Hải, tôi là thành viên 4 năm của Value Chapter trong quá trình tôi sinh hoạt của BNI Hà Nội 2. Tôi nhận được rất nhiều sản phẩm, rất nhiều các cái cơ hội kinh doanh của các anh chị em trong chapter, nhưng đến thời điểm 4 năm, 3 năm, 2 năm và năm thứ 4, đặc biệt là tôi rất vui trong thời gian này là tôi đã nhận được một cơ hội xuyên chapter là ra đến tận Nghệ An, đã do một lời giới thiệu ở trên hệ thống BNI. Tôi đã nhận được một cơ hội của một chị không muốn thể lộ tên, là một cái cơ hội kinh doanh cho một khách sạn Hải Linh tại Nghệ An trị giá là 308 triệu. Các anh chị cũng biết, với một cái sản phẩm và may mặc mà nhận được một cái cơ hội 308 triệu, đó là rất là, đó là nguồn động viên rất lớn đối với tôi khi tham gia BNI, và cũng là một nguồn động viên rất lớn đối với cả công nhân của chúng tôi có những công việc trong một tháng để sản xuất. Vâng, tôi thật sự là cảm động và rất mong muốn tất cả các anh chị em, các chủ doanh nghiệp, nếu ai muốn mở rộng mối quan hệ và muốn sản phẩm của mình bay ra thị trường toàn quốc cũng như là toàn thế giới thì hãy tham gia vào BNI, đặc biệt là vào cái hệ thống BNI Collectible của BNI, chúng ta sẽ tạo được một cái cơ hội rất là lớn và mở rộng được rất là nhiều. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn BNI đã tạo dựng cho tôi một cái sân chơi rất là bổ ích.